Hỏi nhanh đáp nhanh, danh sách Game of the Year 2022 gồm những game nào? 30 giây và hỏi và trả lời. Bắt đầu. 30, 2, 1. Không biết đúng không? Thế thì hãy dính ngay cho mình bộ sưu tập áo mới nhất của Trùng Cuối với chủ đề Game of the Year 2022. Ở đây chúng tôi có đầy đủ các mẫu áo in hình các tựa game hot nhất trong năm vừa qua, như là Elden Ring, Sifu. Đặc biệt là từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 11 thì với mỗi đơn hàng bất kỳ, bạn sẽ được tặng ngay một chiếc móc khóa xanh điệu và một bức tranh. Không biết là có giá trị nghệ thuật hay không, nhưng mà nó đẹp. Lưu ý là để trải nghiệm mua áo bất phần đeo ví thì bạn vẫn hoàn toàn có thể áp thêm phần mã giảm giá, free ship và hoàn xu trong dịp sale đặc biệt 11 tháng 11 này. Sáng nay không hết mã kêu. Bên cạnh đó thì nếu bạn yêu thích mấy con mô hình mà tôi đang để trên bàn đây thì hãy ghé ngay qua cửa hàng mới deck của Trùng Cuối mang tên Trùng Figure. Tại đây thì chúng tôi bán đầy đủ các loại mô hình anime với độ tinh xảo không cao lắm, nhưng mà được cái bền và giá thì lại vô cùng sinh viên bách khoa. Cho nên chưa gì nữa mà không sắm ngay cho mình một con mô hình để trang trí phòng làm việc của bản thân. Mua để bọn tôi có tiền chạy World Cup. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Ôi, trời tối nhỉ. Nhưng mà cũng không tối bằng phim Black Panther 2 này. Black Panther 2 chiếu rồi. Mấy thằng DC con đâu, như nào? Đấy là tôi trước khi đi xem Black Panther Wakanda Forever. Còn khi đi xem về rồi thì trong lúc xem phim và sau khi xem phim khoảng 3-4 tiếng thì cái cảm xúc của tôi vẫn y như lúc đầu khi mà đang xem phim trong rạp. Chả cảm xúc mẹ gì. Mang trong mình chậm chạp là bộ phim kết thúc Phase 4 trong vũ trụ điện ảnh của Marvel và là phần phim thứ 2 của Chiến binh Báo Đen, với phần lớn mục đích là để tri ân sự ra đi của Chadwick Boseman và tạo ra hướng đi mới cho franchise Báo Đen sau này. Thì Black Panther chắc chắn là được khán giả đặt rất là nhiều kỳ vọng sẽ là một bộ phim tốt, thậm chí là gỡ gạc cho toàn bộ những lời chê bai của những bộ phim gần đây của vũ trụ điện ảnh Marvel. Và trong cái tầng lớp những người kỳ vọng đấy thì có cả tôi. Nhưng mà Black Panther có làm được thế không? Mặc dù là nhận được đánh giá tích cực từ các nhà phê bình, chủ yếu là các nhà phê bình da trắng, vì hiểu một bộ phim da màu cộng thêm nhân vật chính là nữ cộng thêm tri ân người đã mất thì chả có ông da trắng nào dám chê. Thực ra là phim thì không có lạm dụng cái yếu tố đó, nhưng mà Black Panther Wakanda Forever thì không phải là một bộ phim hay và cũng chưa làm được ở mức ổn luôn. Nhìn tổng thể thì bộ phim giống như một cái bánh tráng cuộn dài 10m ấy, kiểu mấy miếng ăn đầu thì ngon nhưng mà càng nhai thì càng thấy dai, mỏi miệng mỏi gối tê bì chân tay nhưng mà ngủ luôn trong rạp. Đã thế topping bỏ khô xoài rau răm thì đặt mỗi nơi một chỗ, miếng cắn thì cay, miếng cắn thì chua, miếng thì lại đắng. Bố cục phim thì tôi thấy sắp xếp khá là lộn xộn mà cảnh quay bị cắt một cách bừa bãi. Nói tóm lại thì Black Panther Wakanda Forever thực sự không quá thì nó là một cái đống khá là hỗn độn, cực kỳ dài dòng và lan man, nhiều chi tiết thừa thãi mà không cần thiết. Cách kể chuyện thì cũng chưa đủ để thu hút khán giả. Tri ân Chadwick Boseman cũng không tới, không đủ cảm xúc và diễn xuất của các diễn viên thì có phần hơi gượng gạo, có một chút hơi gồng quá sức, đặc biệt là nhân vật Shuri, nên là cũng kiểu người xem người ta nhìn thấy luôn là người ta thấy là không đủ cảm xúc, không đủ để lên. Nhất là Okoye mấy đoạn dốc thì nhất là cái đoạn ký túc xá ấy, hơi ca đỉnh chi. Tạo hình nhân vật thì cũng không còn đẹp như phần phim đầu tiên. Chắc là năm nay không được Oscar rồi. Bù lại thì phim lại có phần kỹ xảo được làm chỉn chu hơn các phần trước của Phase 4, và câu chuyện của một vài nhân vật thì cũng được khắc họa rõ ràng chứ không đầu voi đuôi chuột hay là tự dưng trên trời rơi xuống. Cụ thể hơn thì bây giờ tôi nói. Không biết là có phải do tôi đặt kỳ vọng quá cao nên đâm ra thất vọng không, chứ thực sự là phim có rất nhiều điều để bàn luận ấy. Nội dung của phần phim thứ hai thì tiếp tục xoay quanh đất nước Wakanda sau khi T'Challa không may mắc một căn bệnh hiểm nghèo mà không thể cứu chữa, thì anh đã ra đi và để lại cho vương quốc của mình một di sản là sự đe dọa từ các nước khác trên thế giới, đặc biệt là Mỹ. Lý do là cả thế giới đã biết đến sự tồn tại của Vibranium tại Wakanda. Mỹ thì không thể cướp Vibranium của Wakanda được, tại vì kiểu Wakanda bây giờ là bố ấy, đi đâu ai cũng kính trọng. Nên là Mỹ quyết định tự đào dưới biển và vô tình họ động vào nơi sinh sống của một chủng tộc người dưới biển, tộc Xì Chung. Dẫn đầu phải Namor, nếu là người dưới biển chứ không phải người cá rồi nhé. Namor sau đó đến Wakanda và nhờ Wakanda để tìm người chế được máy dò vibranium cho chính phủ Mỹ. Cái người chế này thì là cô bé Riri Williams, aka Ironheart. Ironheart là một nhân vật khá là quan trọng trong vũ trụ điện ảnh Marvel ấy. Namor thì muốn giết Ironheart, trong khi Wakanda thì không cho phép điều đấy. Thế là một đất nước trên cạn và một đất nước dưới biển đánh nhau vì một cô gái. Được cơ bản thì nó là sơn tinh thủy tinh. Đầu tiên thì tôi sẽ gọi Wakanda Forever là bộ phim của những khoảnh khắc, tại vì nó được cứu bởi những khoảnh khắc của các diễn viên. Với tôi thì cả bộ phim khá là chán, lan man lên thê và cực kỳ buồn ngủ cho người xem, nhưng mà vẫn có một vài khoảnh khắc đủ để khán giả phải ồ lên đôi chút, như là lúc Killmonger xuất hiện và nói chung là cứu cả bộ phim ấy, kiểu Killmonger chất vãi. Điểm khen này có lẽ sẽ nằm ở câu chuyện của phim. Đạo diễn Ryan Coogler thực sự đã tạo được một câu chuyện tốt. Vì đạo diễn này thì chắc cũng là fanboy comic nên là chắc chắn đọc nhiều hơn 6 đầu truyện, nên là những tình tiết trong phim mà ông tạo ra nó có sự kết nối nhất định. Các tuyến truyện nhỏ lẻ của các nhân vật phụ cũng có một sự khai thác tốt mà phần phim trước hầu như đã bỏ qua, như là câu chuyện tình chị em của Okoye và cảm xúc của cô khi phục vụ cho Wakanda, cảm xúc của người mẹ khi mất chồng mất con, câu chuyện khởi nguồn của tộc người cá và sự ra đời của Namor cũng rất là đầy đủ và xem cũng rất là đã, kiểu hiểu chuyện gì đang xảy ra luôn. Các trò đùa nhảm thì cũng đã được lược bớt để phù hợp với bối cảnh nghiêm túc của phim, nhưng mà không phải là không có.
và nhiều đoạn thì vẫn khá là ấu pu các lính chi, nhất là mấy đoạn của Okoye. Okoye có thể buồn cười được, nhưng mà cái buồn cười mà đạo diễn bắt Okoye làm nó cứ bị không hay. Nó chính là những cái format joke mà Thor 4 đã cho chúng ta và bây giờ ở Wakanda lại cho lại. Thì ở Thor 4 tôi buồn cười nhá, tôi kiểu nhưng mà đến sang cái này thì kiểu sữa. Ngoài ra thì đạo diễn không hề lạm dụng các kiểu đen quyền, nữ quyền, LGBT gì hết trong phim này, nên tôi đánh giá khá cao năng lực không đủ chuẩn của đạo diễn. Nhạc phim rất là hay, Rihanna đã nghỉ bán kem trộn để quay lại đánh sự tẻ nhạt của bộ phim. Các bài nhạc truyền thống của châu Phi thì nghe cũng rất là dạt dào cảm xúc, kiểu Wakanda quê ta ơi. Kỹ xảo thì cũng được cải thiện, không như Thor 4 hay là Doctor Strange 2, nhưng mà vài lúc trong bóng tối thì vẫn trông cực kỳ giả chân. Và không biết là cái màn ở BHD nó bị mờ hay sao ấy, nhưng mà tôi xem kiểu khi nó mở vã trưởng ấy. Mà nhân tiện nói về BHD thì tôi đã hai lần đi BHD và đặt vé, kiểu đặt mười vé mà thanh toán rồi nhá, nhưng mà đến lúc lấy vé thì lại không được lấy vé. Đây là chân dung vừa người vừa mất 1.400.000 đâu rồi và lại phải mất tiền lại và chờ hoàn tiền, không biết là tiền có về không. Mong là BHD sẽ cải thiện cái app booking của mình và trên website, không thì hơi bực mình nha. Quay lại cái phần bóng tối giả chân thì tôi nghĩ là Marvel đang để dành tiền cho CGI người kiến tiếp theo. Một cái điểm khen nữa là cảnh chiến đấu của Namor rất là đẹp, rất là nghệ, kiểu củ nghệ vãi trưởng, nhưng mà hơi ít. Một điểm mạnh lớn khác là khán giả không cần xem thêm các phim nào của Phase 4 để hiểu bộ phim này. Xem mỗi Bảo Đen phần 1 hoặc là recap của chúng tôi là hiểu rồi. Nhưng mà mấy cái điểm mạnh này là điểm mạnh cho nhà sản xuất thêm nhiều khán giả mới, chứ chưa thấy điểm mạnh trong bộ phim ở đâu. Khen thấy đủ rồi, bây giờ là chê. Nội dung của bộ phim thì đi theo một mô típ quen thuộc, hành trình trưởng thành của nhân vật sau cái chết của người thân trong gia đình. Nhưng mà cách dẫn dắt của phim thì hơi có vấn đề. Kiểu câu chuyện nó không có một cái diễn biến đủ cao trào, hay là nói trắng ra là thẳng như ruột ngựa, nhưng mà lại là ruột ngựa cắt khúc. Có hơi một cảm giác là đạo diễn coi thường cảm xúc của người xem, khi mà những cảnh buồn cảm xúc thì chưa tới đâu đã cắt phục một phát sang một diễn biến khác. Rất nhiều cảnh trong phim lạm dụng cắt cảnh, dẫn đến hệ quả là bộ phim cực kỳ lộn xộn. Như trong một bộ phim mà có quá nhiều nhân vật xuất hiện và họ làm gì đó cùng một lúc thì đạo diễn cắt đan xen giữa các cảnh thì ok. Nhưng mà trong phim này thì có nhiều sự việc đã xảy ra trong quá khứ rồi, nhưng mà cứ được cài chen ngang vào trong đoạn hội thoại của nhân vật. Cảm giác như là edit của phim này khá là cầu thả và có hơi giống The Dark Knight một tí. Nhưng mà cầu thả. Nhiều cảnh trong phim thì bị lan man quá mức cần thiết. Những câu nói thực sự có thể kết thúc trong một câu, nhưng mà các nhân vật cứ phải nhắc đi nhắc lại 2-3 lần để kiểu khán giả khắc cốt ghi tâm mấy câu nói nhạt nhẽo vào đầu. Còn mấy câu mà cần khán giả nhớ thì lại để trôi tuột. Nhiều cái tuyến nhân vật phụ bị thừa nhưng mà lại được dành quá nhiều thời lượng, như là mấy cái ông FBI ấy, thì ông chỉ có nhiệm vụ là chấp nối câu chuyện, thì chỉ cần xuất hiện thoáng qua là được. Nhưng mà sao lại có thêm cả vợ cũ, xong rồi là cả sếp cũ, rồi các thứ vào, hơi mất thời gian. Người ta xem báo đen chứ người ta đâu cần biết là chồng của ông này, bà này từng là cái gì đâu, lý dị ra sao như nào. Với thời lượng 2 tiếng 41 phút thì đạo diễn có dư thời gian để phát triển các nhân vật quan trọng trong phim, hoặc là bảo Marvel bơm thêm tiền làm cho nhiều cảnh hành động một tí. Chứ cảnh hành động giao chiến quá ít, một tiếng đánh nhau một lần. Mà cái ông chỉ đạo võ thuật thì chết tới, giao chiến tới đôi trông chán ấy. Một trận chiến cuối cùng của Báo Đen và Namor trông như kiểu là từ lớp 1 đến lớp 5 ta còn chưa sợ thì thằng lớp 7 nó sợ gì. Thà để Namor bay nhảy đánh nhau thêm một tí nữa thì cảnh hành động của phim chả ai dám chê. Các cảnh chiến đấu của quân lính cũng hơi bị dở hơi. Mang tiếng là quân đội mạnh nhất của đất nước, mạnh nhất thế giới, công nghệ tiên tiến vượt bậc, vibranium các thứ, nhưng mà đánh nhau trên biển thì cũng dùng tay kéo dây. Các ông mà xem phim của Matt Damon đánh nhau ở cái tường thành ở bên Trung Quốc ấy, thì người ta còn cuốn cái dây vào xong rồi dùng tay kéo kiểu dòng dọc ấy. Đây mấy ông kiểu đần vãi. Cái này thì từ phần 1 đã dở rồi nên không trách phần 2 được. Chỉ ít thì phần 2 còn có nhiều cảnh chiến đấu bằng phi cơ chiến hạm nên đỡ nhào hơn phần 1. Có lẽ là bố cục phim thì nên được xem lại, kiểu phần nào thừa quá không biết làm gì thì cắt bớt đi cho phim ngắn lại, chứ lê thê quá thì làm khán giả hơi bị chán và không còn đủ kiên nhẫn để theo dõi bộ phim. Còn một tiếng đầu để xem phim thực sự là lê thê, tại vì ý chính nó không có nhiều nhưng mà nó cứ là kéo lê ra và rồi lại thỉnh thoảng có dốc vào bực mình vãi. Một điều cực kỳ quan trọng là sự tri ân cho Chadwick Boseman cũng được làm một cách phải nói là hời hợt, thực sự là không chạm được tới trái tim của khán giả. Minh chứng gần nhất là những người cùng rạp với tôi thì không có một tiếng vỗ tay, một tiếng ồ hay là một tiếng sụt xịt nào hết, mà là tiếng và buồn cười nhất là mấy cái đoạn bê quan tài nó kiểu buồn cười ấy. Tôi cứ tèo 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 cũng buồn ấy, nhưng mà là buồn cười. Cái đoạn tri ân cảm động nhất ấy thì là cái đoạn intro của Marvel lúc mới vào phim. Theo tôi thì đáng lẽ đây có thể là điểm cốt lõi xuyên suốt bộ phim, nhưng mà bộ phim đã không làm được đến nơi đến chốn. Lúc thì quá nhanh, lúc thì quá chậm. Mang tiếng là lấy người đã khuất ra để câu kéo người xem phim, nhưng mà lại không trả lại cho khán giả một cảm xúc gì cả. Có khi là cứ như Fast and Furious CGI mặt người đã khuất trở lại nó còn cảm xúc hơn. Về tạo hình nhân vật của phim này thì phải nói là tệ hơn rất nhiều so với phần trước. Từ lúc xem qua trailer thì ai cũng khá là e ngại về cái tạo hình của Namor rồi. Mặc dù vẫn biết tác giả muốn thể hiện người gốc của Namor là một người gốc Latin, người Aztec các thứ và chèn những biểu tượng văn hóa của họ vào, nhưng mà trông nó có bị đuổi thế nào ấy. Những người cái thì kiểu
xì chum avatar ở dưới biển ấy. Lúc đầu tôi nghĩ là do môi trường ở dưới nước nên là cơ thể bị biến đổi, nhưng mà lúc biết nguồn gốc thực sự của họ thì cái tạo hình này lại bị ối rồi ôi. Và những cái phụ kiện trên người của tộc người dưới biển thì cũng không rõ ràng cái tính dân tộc như là Wakanda trong phần 1, không thoát lên được cái tinh thần Aztec Maya. Chiến binh bào đen mới Shuri thì lại quá là gầy gò, không phải body shaming đâu, thì ai làm gì cũng được, nhưng là kiểu giờ thì ai cũng có thể trở thành mọi thứ ấy. Nhưng mà chiến binh mà, chiến binh nó phải kiểu và đô chứ. Shuri mà đến lúc kiểu có thằng nào thách đấu xong rồi uống thuốc giải cho mình thảo đấm phát chết mẹ luôn. Kể lúc mới xuất hiện trong chả là gì Karate Kid, thêm tí Jackie Chan vào xong rồi nhặt áo lên khoác áo vào. Xem đến đoạn đấy thì nhiều người cũng biết ngay là Shuri sẽ chiến thắng bằng bút bẩn, bằng sức mạnh tinh thần, family forever các thứ. Một cái điểm khá là buồn nữa của phim này là bộ giáp Ironheart nó chưa toát được cái sự máy móc cơ khí của một bộ giáp chiến đấu, trông hơi giống bộ đồ chơi nhựa trong Disneyland. Thôi thì chắc là cũng vì là cô bé còn nhỏ cho thiết kế được những bộ đẹp thì cũng ok. Mong là phần phim riêng mới thì sẽ được đầu tư chỉn chu hơn. Tiếp theo thì phải nói đến màu của phim. Hình như là Marvel thấy DC đang học mình nhiều quá nên là Marvel kiểu mình cũng phải học gì đó của họ cũng được. Đây rồi, làm phim tối màu. Thế là cái bộ phim này nó không biết là do mắt tôi bị vấn đề gì hay là phim nó tối thật. Tối đến mức mà tôi không nhìn nổi mặt diễn viên. Diễn viên da trắng thì may đã thấy, nhưng mà phim này là phim Black Panther mà. Khi mà các fan nói với nhau là Marvel đánh bại DC là DC đánh bại Marvel thì ý họ là kiểu tạo ra vũ trụ điện ảnh hay hơn nên là phim hay hơn, chứ không phải là thi nhau xem ông nào là phim tối hơn. Tôi nghĩ là cũng không thể đổ lỗi cho yếu tố là buồn bã u ám của bộ phim nên là mới tối, mà là nó phim nó bị tối, phim nó tối thật ấy. Ông là bộ phận ánh sáng nên bị đuổi việc. Một cái mà trên nữa ấy, là cái thành phố ở dưới nước ấy, thề trông nó như là một cái làng ấy. Tại sao chưa xem sức mạnh của Namor? Namor bảo là bọn tao sẽ đến đánh chiếm Wakanda. Xong tôi kiểu bã lìn, các ông sống trong cái làng này thì đánh nhau nào Wakanda, người ta có máy bay mà. Đúng một quả đèn pha giữa thành phố bay lên thì trông nó mình vip một tí, còn lại thành phố trông đần cực, chưa lên đời đế chế luôn. Cái thành phố Talokan của tộc người dưới nước tối đen như mực. Thành phố thì đã xấu, ông Namor còn hai gái bẩn đòi lật đổ Wakanda thì trông nó có khác gì kiểu Campuchia cầm phóng lợn sang đòi xiên Mỹ đâu. Có lẽ là đạo diễn muốn bám sát vào tính thực tế, kiểu dưới đáy biển thì làm gì có ánh sáng. Nhưng mà xem Aquaman xem, nó kiểu thành phố xịn vãi. Tóm cái váy lại thì Black Panther có những điểm tốt là xây dựng câu chuyện của người Aztec này, xây dựng câu chuyện của Shuri này. Tại vì hành trình của Shuri thành Black Panther mới thì khá là thuyết phục. Kiểu tôi thấy là đủ đau thương, đủ mất mát và đủ sự chín chắn để làm Black Panther mới rồi. Nhưng mà cái cách kể chuyện khá là lan man, thích hợp với những người mắc chứng mất ngủ. Em ngủ khá ngon đoạn đầu vì đâu có ánh sáng hay sao ấy. Thiết kế bối cảnh hành động thì cũng 1:9:10. Nhân vật thì thừa thãi, cảnh phim thì lê thê, màu phim thì thách thức nhãn quan của khán giả, và không làm được cái điều cốt lõi là tri ân diễn viên quá cố. Nói chung là phim chưa đủ hay để cứu chính mình, chứ chưa nói là cứu cả một phase 4 siêu dở của vũ trụ điện ảnh Marvel. Dựa trên những phase trước đó thì phase 1 chúng ta có Avenger là phát sóng cuối cùng và nó kiểu woo. Phase 2 kết thúc bằng Iron Man không hay lắm, nhưng mà nó có chiến binh mùa đông nên là woo. Phase 3 chúng ta có Endgame và No Way Home, siêu phẩm fan service nên là vẫn woo. Còn phase 4 thì tôi chấm điểm phim này là phê phim bảo hay hơn Black Adam. Tôi là vui vẻ, đây là Quýt, đang hơi bị đau mắt. Đừng quên đăng ký giờ review để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. À mà chúng tôi mới mua được bản quyền World Cup nên là hãy đăng ký Nhi Đồng Đá Banh để xem content về bóng đá. Nói chung là làm content bóng đá hay hơn mình với anh Quân. Mong là thế, hoặc không.